Premier League sẽ chính thức sôi động trở lại khi Man United đón tiếp Fulham tại Old Trafford trong trận khai mạc mùa giải mới diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Giới một điệu đang chờ đợi xem quỷ đỏ thành Manchester sẽ chuyển mình ra sao mùa này, hay họ sẽ để đội bóng thành London hạ gục ngay tại hang ổ của mình như trận lượt về mùa trước. Để chuẩn bị cho Premier League 2024-2025, Man United đã thi đấu 6 trận, bao gồm 5 trận giao hữu và 1 trận siêu cúp Anh. Đội bóng huấn luyện viên Erik ten Hag thua 4 và thắng 2 trận. Sau thất bại chung cuộc trước Man City ở trận Derby Manchester hôm 10 tháng 8, nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh rằng ông rút ra được nhiều bài học quý, đặc biệt ở khả năng tận dụng thời cơ và điểm yếu trong phòng ngự. Cần nhấn mạnh rằng trong 6 trận gần nhất, Man United chỉ một lần duy nhất giữ sạch lưới trong trận thắng Rangers 2-0 ở trận giao hữu thứ 2. Còn lại, trước các đối thủ mạnh hoặc khó chịu, đội chủ sân Old Trafford đều để thủng lưới. Tất nhiên, lỗi chủ yếu là do hàng thủ vắng những trụ cột, nhưng cũng có thể thấy một phần vì phòng ngự tuyến 2 của Quỷ Đỏ có vấn đề. Một điểm khác cần chú ý nữa đó là sau khi thất bại trước Brighton ở trận mở màn trong mùa ra mắt Man United, Ten Hag đã giúp đội nhà cởi bỏ áp lực để giành chiến thắng trước Wolves ở vòng 1 ngoại hạng Anh mùa trước. Liệu trong mùa thứ 3 ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở đội chủ sân Old Trafford, nhà cầm quân người Hà Lan có giúp Quỷ Đỏ vượt qua chính mình và cả những khó khăn về nhân sự ở vòng đấu đầu tiên? Trong khi đó, Fulham không thi đấu giao hữu nhiều trước thêm mùa giải mới. Thầy trò huấn luyện viên Marco Silva chỉ đá 3 trận, đạt thành tích 2 thắng, 1 bại. Song điều mà huấn luyện viên Marco Silva thu hoạch được từ những trận đấu này là phong độ ổn định của các trụ cột, cũng như bảo toàn được lực lượng mạnh nhất cho chuyến hành quân tới nhà hát của những giấc mơ. Tuy vậy, thành tích đối đầu rất lép vế trước Man United có thể khiến Fulham gục ngã thêm một lần nữa. Ở 19 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường, Fulham thắng đúng 1 trận, hòa 3, còn thua 15 trận. Có thể mùa 2024-2025 sẽ mang đến một diện mạo mới, mở đầu một kỷ nguyên mới cho Manchester United. Nhưng vấn đề chấn thương thì vẫn vậy, vẫn ám ảnh các cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ tân binh trị giá 52 triệu bảng Leny Sioro vì chấn thương. Tiền đạo Rasmus Højlund cũng vắng mặt đến hết tháng 8 vì lý do tương tự. Tân binh Joshua Zirkzee cũng chưa thi đấu phút nào cho Man United và sẽ là một bất ngờ nếu anh được điền tên vào danh sách đội hình xuất phát của ten Hag. Trong khi Bruno Fernandes có thể sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò tiền đạo ảo khi Højlund vắng mặt. Tarek Malacia và Luke Shaw là những vắng mặt đáng tiếc khác. Ngoài ra, hai tân binh Matthijs de Ligt và Nuzay Mazraoui có thể sẽ có trận ra mắt. Ở vòng mở màn này, Arsenal sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Wolves, từng có lúc bị ví như một nhà trẻ vì quá ngây thơ. Nhưng hai mùa giải gần đây, Arsenal đã tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đã hai lần liên tiếp về nhì ở giải Ngoại hạng Anh và hiện giờ họ xứng đáng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Xét về mặt phong độ, cỗ máy Arsenal vẫn đang vận hành cực kỳ trơn tru. Bằng chứng là họ vừa liên tiếp đánh bại Leverkusen và Lyon để có bước chạy đà cực kỳ ấn tượng cho mùa giải mới. Trong số này, Leverkusen là đối thủ rất đáng gờm bởi đội bóng huấn luyện viên Xabi Alonso mới vô địch Bundesliga mùa giải 2023-2024 mà không thua bất cứ một trận đấu nào. Trong lúc đang hưng phấn, Arsenal lại gặp thuận lợi khi chỉ phải tiếp đón Wolves khá dễ thở. Đây là đội bóng luôn cán đích ngoài top 10 Premier League suốt từ mùa giải 2020-2021 tới nay. Ngay trước chuyến hành quân tới sao huyệt của Arsenal, Wolves mới đá 4 trận giao hữu thì thua 2. Đọ sức với đối thủ dễ bị tổn thương như thế là cơ hội tốt để Arsenal nối dài mạch toàn thắng trước Wolves lên con số 7. Với Liverpool, đối thủ của The Kop thậm chí còn dễ hơn nhiều khi đó chỉ là Ipswich Town vừa mới trận nữa chân giáo lên hạng. Dù là đội bóng lớn duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa có sự tăng cường nhân sự nào, nhưng dưới triều đại của tân huấn luyện viên Arne Slot, đội bóng vùng Merseyside với bộ khung đội hình hiện tại vẫn đang có được sức mạnh của một ứng cử viên vô địch. Trong giai đoạn tiền mùa giải, Liverpool dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn thu về những kết quả rất tích cực, tiếp nối chuyến du đấu thành công mỹ mãn tại Mỹ với 3 trận toàn thắng. Trước các đối thủ đáng gờm gồm Real Betis, Arsenal và Man United, Liverpool của Arne Slot nghiền nát Sevilla với tỷ số 4-1 trên sân nhà Anfield. Đến trận giao hữu cuối cùng, Liverpool chủ động giữ chân và bị Las Palmas cầm hòa trong trận đấu không khán giả. Hành quân tới sân Portman Road với hành trang là những trận giao hữu có kết quả khả quan. Liverpool đang tự tin hướng đến một chiến thắng để lên dây cót tinh thần cho chặng đua đường trường đầy khốc liệt. Lịch sử đang ủng hộ The Kop, họ bất bại 3 trận đối đầu gần nhất, trong đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 11-0 lần gần nhất hai đội gặp nhau tại mùa giải 2001-2002. Sự thăng hạng của Ipswich Town cũng rất đáng chú ý vì họ là đội đạt được thành tích thăng hạng thứ 5 liên tiếp. Hai năm trước, câu lạc bộ này còn thi đấu ở EFL League One, giải hạng 3 của bóng đá Anh. Cuộc đụng độ với Liverpool vào thứ 7 sẽ là trận đấu đầu tiên của đội bóng này ở Premier League kể từ năm 2002.
Tâm điểm của vòng 1 Ngoại hạng Anh 2024-2025 là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man City. Dù thi đấu không tốt ở mùa 2023-2024, nhưng The Blue đã cầm hòa đối thủ ở cả hai lượt trận. Họ thậm chí ghi tới 5 bàn vào lưới nhà vô địch giải đấu. Nhà đương kim vô địch Man City bắt đầu chiến dịch 2024-2025 bằng trận đại chiến với Chelsea, đối thủ mà họ đã có chiến thắng tưng bừng 4-2 trên đất Mỹ hồi đầu tháng 8. Mặc dù vậy, tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm đội hình so với trận mở màn một giải mới khác nhau, nên nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ gặp không ít thử thách ở chuyến viếng thăm sân Stamford Bridge. Mới đây, với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, nhà đương kim vô địch Premier League vẫn đủ sức kiểm soát bóng vượt trội trước Manchester United ở chung kết Community Shield. Mặc dù phải nhờ tới loạt luân lưu thì Man City mới có thể giành siêu cúp Anh, nhưng nó cho thấy chiều sâu đội hình của họ là vô cùng tốt. Bên cạnh đó vẫn là lối chơi kiểm soát bóng đặc thù dưới thời Pep Guardiola. Chắc chắn mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola là 3 điểm, không thể khác được. Chelsea chỉ thắng 1, hòa 2, thua 3 trong 6 trận giao hữu. Giới quan sát cho rằng quan điểm chơi bóng từ hàng thủ huấn luyện viên Maresca đang gặp trục trặc khi có rất nhiều bàn thua xuất phát từ sự hớ hênh hoặc sai lầm cá nhân nơi hàng thủ Chelsea. Không thể phòng thủ như vậy khi mà đối thủ ngay trước mắt chính là Man City. The Blue để thủng lưới tổng cộng 13 bàn trong các trận giao hữu trước mùa giải. Trong 6 trận đó, họ cũng chỉ giành một chiến thắng trước đội bóng đến từ Mexico là Club America. Đoàn quân của Maresca phòng ngự một cách ngây thơ và liên tục thể hiện sự hỗn loạn ở trên sân. Đáng lo hơn, đối thủ trong ngày khai màn Premier League 2024-2025 của họ sẽ là Man City. Vấn đề tiền đạo cắm của The Blue vẫn chưa được giải quyết, tuyến giữa cũng chưa cho thấy sự gắn kết. Nghiêm trọng hơn là hàng thủ của Chelsea đang mắc quá nhiều sai lầm từ khâu triển khai tấn công cho đến đánh chặn hay phòng ngự khu vực. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng vào việc The Blue sẽ tạo nên bất ngờ. Một trận đấu được dự báo cũng sẽ hấp dẫn không kém, đó là màn đối đầu giữa West Ham và Aston Villa. West Ham đã có nhiều thay đổi trong mùa hè năm nay, trong đó đáng chú ý nhất là David Moyes đã chia tay đội bóng thành London sau 5 năm gắn bó. Moyes không thành công trong mùa cuối cùng ở West Ham. Nhưng chắc chắn việc chia tay vị huấn luyện viên từng giúp đội bóng giành chức vô địch UEFA Conference League mùa 2022-2023 cũng ít nhiều để lại khoảng trống ở đội chủ sân London. Lopetegui là người được chọn thay thế Moyes về mặt tên tuổi. Lopetegui từng có thời gian rất thành công cùng Sevilla. Nhưng đừng quên là mùa giải 2022-2023, vị trí lực gia người Tây Ban Nha này từng làm việc ở Premier League khi dẫn dắt Wolves. Trong giai đoạn đó, Lopetegui cũng không để lại nhiều ấn tượng. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cũng không dẫn dắt câu lạc bộ nào trong một năm qua trước khi tới West Ham. Thế nên đừng vội kỳ vọng Lopetegui sẽ ngay lập tức tạo ra được dấu ấn. Bù lại, West Ham lại nhận tín hiệu tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Họ không mất trụ cột nào đáng chú ý, không những vậy còn chiêu mộ được nhiều tân binh chất lượng, nổi bật có Füllkrug, tiền đạo đội tuyển Đức. West Ham vẫn giữ được những ngôi sao như Bowen, Kudus, Paqueta. Tóm lại, West Ham đã sẵn sàng cho mùa giải mới, ngoại trừ những lo ngại ở vị trí huấn luyện viên. Về phía Aston Villa, hè này họ bán đi Douglas Luiz cho Juventus, nhưng bù lại họ lại chiêu mộ thành công Andre Onana, cựu tiền vệ Everton có thể lấp đầy khoảng trống mà Luiz để lại ở tuyến giữa. Đây cũng là mùa hè mà sức mạnh Aston Villa được tăng cường đáng kể khi họ đã chi ra hơn 100 triệu bảng để mua người. Sự ổn định trên băng ghế huấn luyện viên cũng là điểm cộng của Aston Villa khi Unai Emery tiếp tục dẫn dắt đội bóng. So với West Ham, thầy trò Emery đang có sự chuẩn bị tốt hơn và dĩ nhiên được đánh giá cao hơn, đặc biệt sau vị trí thứ tư mùa trước. Với Newcastle, trước trận tiếp đón một Southampton khá dễ thở, chiếc chòe đang gặp không ít vấn đề. Bên cạnh những vấn đề trên sân cỏ, Newcastle còn gặp không ít sóng gió bên ngoài với sự ra đi của giám đốc điều hành Amanda Staveley và những tin đồn về huấn luyện viên Eddie Howe. Tuy nhiên, đội bóng của Eddie Howe đã có màn khởi đầu ấn tượng với 5 chiến thắng trong 6 trận giao hữu, chỉ thua 0-2 trước Yokohama Marinos. Mà ở trận này, Newcastle còn được chơi trên sân nhà St. James Park. Thống kê cho thấy Newcastle vô cùng mạnh mẽ trên sân nhà mùa trước với 19 trận liên tiếp ghi bàn và bất bại trong 8 trận cuối cùng, ghi được tổng cộng 24 bàn. Dĩ nhiên, chiến thắng là mục tiêu bắt buộc với thầy trò Eddie Howe ở trận này. Và đó cũng chính là mục tiêu của Tottenham trong chuyến làm khách tới sân của một tân binh khác. Leicester, đội bóng cũng đang bị đặt nhiều dấu hỏi sau sự ra đi của luận viên Enzo Maresca cũng như tiền vệ quan trọng bậc nhất Kieran Delsborough. Ngoài ra, Everton cùng Brighton sẽ hứa hẹn tạo nên một trận cầu kịch tính. Nottingham và Bournemouth cũng là cặp đấu khó phân định thắng bại. Cuối cùng, Brentford Crystal Palace cũng sẽ là trận đấu được dự báo sẽ rất cân bằng. Mùa giải mới đã ở rất gần rồi, tất cả chúng ta đều đang mong chờ những diễn biến hấp dẫn, kịch tính của giải đấu số 1 xứ sở sương mù, nơi mà bất ngờ có thể đến bất cứ lúc nào.